mày đừng để Tú gọi điện. Tối hôm nay đi có thi bảo nhà bếp chuẩn bị cho hai quả trứng vịt luộc. Anh ơi nói em là không, anh nghe hàm răng của anh ra cười và nói em là sao lại đá đầy đều nhau thế, ác thế. Đá đang phải vào luôn, sau đây là bài riêng dành cho quảng cáo. Sao nghe em hợp lý gì không? Bắt đầu đi, sau đây là bài riêng dành cho quảng cáo. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng tôi đang ở trường quay Sơn Tây. Hôm nay em chỉ có vài giây thôi. Ở bên trước cảnh sát chỉ có 30 giây để quảng cáo thôi. Mày quảng cáo luôn đi, mày đã học viện rồi còn trung cấp. Vâng, thơm ngon mùi rẻ luôn đi, giúp làm thơm ngon mùi rẻ, mời các bạn giá chất lượng. Ok luôn, hết rồi giá 20.000 một bạn, chúng tôi mang 5 cân và cái đi và cái đi tại đây bây giờ nó phá sản sao ông kinh cái gã mấy hòn Bông. Bác nặng này thì không? Có vài lời nhận xét. Đấu nhanh. Thôi, bác em chuyển cái sang ngoài để gọi cảm ơn.